Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên đêm nay và ngày mai, ngày 18 tháng 10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ 20 cho đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở lũ quét có thể xảy ra tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Dự báo khoảng ngày 19 tháng 10 khi khối không khí lạnh tăng cường trở lại kết hợp với khí ẩm từ biển, toàn khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ ngày mai tại Bắc Bộ cao nhất ở khoảng là 28 cho đến 31 độ. Khu vực Trung Bộ do vẫn ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to trên 60 mm. Dự báo là từ ngày 19 tháng 10, cùng với quá trình lẫn vào của khí ẩm từ biển, mưa dông tại các tỉnh miền Trung sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Về nhiệt độ trong 3 ngày tới, nhiệt độ tại Trung Bộ cao nhất là từ 28 cho đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do vẫn chưa tác động của nhiễu động gió đông kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo nên 3 ngày tới có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa chủ yếu là tập trung về chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét cũng như gió giật mạnh gây nguy hiểm. Trên biển, đêm nay, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở cả khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp theo là dự báo cho khu vực Thừa Thiên Huế. Trong 24 giờ tới, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh suy yếu, nên dự báo thời tiết ngày mai tại Thừa Thiên Huế phổ biến là mây thay đổi, chiều tối mai có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ dao động nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là 23 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là 30 cho đến 32 độ. Cảnh báo từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đề phòng mưa lớn có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi, ven các sông suối nhỏ, ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng và ngập úng đô thị ở trung tâm các huyện, thị xã và thành phố Huế, đặc biệt là những nơi có hệ thống thoát nước kém. Trong 24 giờ tới, mực nước các sông dao động nhẹ, sông Hương, sông Bồ phụ thuộc vào vận hành các hồ chứa đập ngăn mặn Thảo Long, sông Truồi phụ thuộc vào vận hành của hồ Truồi. Lưu lượng dòng chảy trên sông tại trạm dao động vừa phụ thuộc vào sự điều tiết của thủy điện Thượng Nhật. Dự báo mực nước lớn nhất và thời gian xuất hiện tại các trạm như sau. Sông Hương tại trạm Kim Long mực nước lớn nhất là 67 cm, mực nước nhỏ nhất là 42 cm. Sông Bồ tại trạm Phú Ốc, mực nước lớn nhất là 100 cm, mực nước nhỏ nhất 96 cm. Sông Ô Lâu, Phong Bình, mực nước lớn nhất là 58 cm, mực nước nhỏ nhất là 41 cm. Sông Truồi tại trạm Truồi, mực nước lớn nhất là 47 cm, mực nước nhỏ nhất là 38 cm. Dự báo Hải Văn, từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 10 có mưa vài nơi, riêng từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao 0,5 đến 1,75 m. Vùng biển Thừa Thiên Huế ảnh hưởng của chế độ bảng nhật triều, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào lúc 1 giờ ngày 20 tháng 10, chân triều thấp nhất xuất hiện vào lúc 5 giờ ngày 17 tháng 10 và 6 giờ ngày 18 tháng 10. Phần cuối bản tin như thường lệ là dự báo nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực tại Thừa Thiên Huế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 64 đến 95%. Khu vực thành phố Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 63 đến 94%. Các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 63 đến 95%.
Khu vực huyện A Lưới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm 70-98%. Huyện Nam Đông mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 60-96%. Đảo Sơn Trà nhiều mây, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 66-97%. Thời tiết trên biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m.